Shuto Sanjo, Shushuto Ninja Jam, Maki Okase Yuki no Hurricane. Kujikeso ni naru kimochi wo ima egao. Đừng có để nóng. Cười mày. Hồi nhỏ em mê bán vé số nhưng mà em mê game lắm. Làm nhiêu tiền là cắm đầu vô net chơi hết à. Xong rồi bị ba găng á. Bị ba cứ bố em cứ gọi là ra net đuổi, gọi là chửi hoài à. Nhưng mà cứ càng chửi là càng vô chơi. Ghiền lắm, ham chơi lắm. Hồi đó chơi game Audition rồi đó, mấy cái game Âu á, nhảy Âu nè. Nhảy Âu nè, kiếm thế nè, rồi chơi mấy game Gunbao nè. Thời đầu chưa có mấy game đó, thời đầu chơi bằng bấm cái đồ bấm á. Chơi mấy game con cha nè, đấu truyền thú nè. Rồi con cha đấu truyền thú, game siêu nhân nè, siêu nhân gao. Dịch này quán net em phá sản rồi anh, phải không? Em quán net luôn hả, em giàu vậy? Tuổi thơ, nếu mà tuổi thơ chỉ có chơi mấy game con cha rồi thôi. Headline, gọi là headline chứ không phải headset là sau này. Headline mà chơi chung mấy người ở ngoài net á, vui lắm. Chơi headline. Chơi lại mấy ông ngoài net chơi độ chơi chơi kèo uống xịt tin. Đúng rồi, càng đeo kính là càng tăng độ mà. Sao em nỡ đành quên bao ngày tha thiết mong chờ. Sao em nỡ đành quên những kỷ niệm anh cho trao. Em ơi nếu một mai có ai hỏi tên em đó, biết nói gì đây hỡi em. Đó, hồi nhỏ toàn là ba, toàn là đi bán cái số với ba, toàn là ba, toàn là gọi là ba tôi toàn là mở mấy cái băng mà gọi là cái băng nhạc của Ưng Hoàng Phúc đó, với lại Tấn Vũ Chế Linh đó, với lại Phiêu Như Mạnh Quỳnh đó. Giờ nghe mấy cái nhạc đó kiểu như giờ giá mạnh thôi. Mình người ta cứ hỏi mình tại sao mình còn trẻ mà mình toàn nghe mấy cái nhạc gì đâu mà già quá vậy. Ba tôi toàn cho nghe nhạc Chế Linh với Tấn Vũ không mà, Phiêu Như Mạnh Quỳnh. Cái nhạc mà nghe nhiều nhất là cái nhạc của Hoàng Phúc ngày xưa. Cô đơn một vì sao. Lại Quang Lê nữa, Đôi Mắt Người Xưa nữa. Cùng hoài ô tuổi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà cạnh bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại tràn đi về xe đón đưa. T-
tính ra bây giờ tôi nghe mấy nhạc đó tôi hát còn thục hơn mấy cái nhạc trẻ bây giờ. Mấy nhạc trẻ giờ chả hiểu mẹ gì chứ. Tính ra cái thời đó ra mấy quán cà phê tàn lại mấy cái nhạc thời quả của ngoại, mà mấy cái nhạc mà già bãi đình nha, mấy nhạc của gì Đan Nguyên á, mấy cái nhạc mà Đắp Một Cuộc Tình hay là Đội Thông Hai Mộ hay là cái gì bài gì ta, bài gì của Đan Nguyên giờ bên mẹ rồi, cái gì mà không chết người trai khói lừa mà chết người gái nhỏ hậu phương mà chết người con gái tôi thương á. Ra mấy quán cà phê bán đi bán cái số á, vô mấy quán cà phê tàn mà nhạc của Đan Nguyên của sụ má ám ảnh gì nghe tới bây giờ ám ảnh. Cẩm Ly nữa, thời đó nhạc của Cẩm Ly cũng nghe nhiều, Cẩm Ly Quốc Đại nghe nhiều một phích. Cẩm Ly nghe cái bài gì cái gì hát song ca lại Quốc Đại huynh mẹ rồi ta, cái gì cái bài song ca bài mà nổi lắm đó, tôi huynh mẹ rồi ông nào nhắc cho tôi nhớ nha. Cẩm Ly hát cái bài song ca cái gì chim trắng mồ côi, ừ cái bài chim trắng mồ côi đúng không nhỉ, hình như là đúng rồi đó. Chim trắng mồ côi anh thương mà anh đợi, cái này là trên kênh gì của máy chiến đấu. Ông hát tôi không xem đâu, tôi hát hay mà, nói gì vậy, tôi hát hơi bị hay. Tính ra là cha mẹ tôi sinh ra tôi làm ca sĩ á, mà tôi chưa không biết con đường nào đưa tôi vô chơi game. Nếu mà nói đúng là bây giờ tôi đi làm ca sĩ tôi bác hơi bị hay, tôi đi karaoke tàn 100 điểm. Cuộc đời đưa đẩy thành ra tôi thành streamer chứ, nó thành em thủ á. Nếu mà đúng là giờ tôi làm ca sĩ tôi phải hát chuyên nghiệp. Lưỡi dài thế quấn vô mẹ vô mít làm sao mà hát, liên quan gì mình hát, mình nói hát bằng lưỡi đâu, mình hát bằng miệng mà, lưỡi gì. Nó tính ra tôi đi rap Việt, tôi đăng ký cái rap Việt mới biết không, là bốn cái nón vàng không á. Tôi mà chỉ ăn cất lên một tiếng hát là bốn cái nón vàng mà tôi không có đi á, tôi sợ tôi giành giải của mấy ông đó khóc nữa, tội. Chứ tôi mà đi đắp việc cả thôi, vừa lên cất tiếng hát một cái là bốn cái nón vàng. Còn ở đây tôi giả đò tôi hát, thật ra trên sân chim á là tôi giả đò tôi hát dở thôi, chứ thật ra tôi hát ghê lắm, tôi hát mấy ông nghe đứng nứng ức mấy bạn nữa là nghe ức hết quần. Em sao nha Phú Duy nha, khó chịu. Thank you.
mà hát thật tao nói mấy em nghe, tôi mà hát thật còn ghê, còn nghe còn đẳng cấp hơn ca sĩ chuyên nghiệp bây giờ. Nghe là biết là mới nhận nhiều luôn. Chẳng qua từ nãy tôi giả đầu tôi hát dở mấy ông nghe thôi, chứ tôi hát thật thì thôi luôn, mấy ông nghe mấy ông sướng luôn. Lúc đó mấy ông kêu tôi hát hoài luôn á. Lúc đó mấy ông cứ nghe được, mấy ông lên sài chim cứ bắt tôi hát chết luôn. Chẳng qua tôi giả đầu tôi hát dở thôi. Con mẹ nó còn o nó mạnh đấy. Rên cũng hay, thấy không? Tới đó là cái giọng rên của tôi còn như còn hơn cái diễn viên bên Nhật nữa. Thì đừng có cái giọng hát của tôi. Mấy ông có công nhận cái điều đó không? Tới cái giọng rên của tôi mấy ông nghe còn nứng nữa. Thì cái giọng hát sao chịu nổi? Sao mà chịu nổi? Phụ nữ, mấy bạn nữ ở đây chắc ướt hết tôi rên một phát một là ướt hết quần luôn thiệt. Là chỉ muốn có bê lồn ở bên đây thôi. Yamate, đó Kimuchi. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, mà bấy lâu em chưa ghé về thăm. Ơi, ơi đi chàng ơi, anh lấy nàng ơi, anh thương mà anh đợi. Hi đồ ngốc. No. Làm gì nó dễ giết tôi lắm gì á. Mình đẹp trai mình đâu có dễ dãi đâu. Đẹp trai đâu có dễ dãi. Đúng không? Làm gì trên đời này có người đẹp trai, làm gì trên đời này có cái người đẹp, vừa đẹp trai như tôi mà vừa dễ dãi, làm gì có? Hả? Mấy người đẹp trai mà dễ dãi tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn sót lại tôi thôi. Yeah. Đang có kèo chó không Trường ơi? Đang có kèo đánh chó không? Khổ ghê á, farm thì không farm đâu, cứ đánh hoài à. Không hiểu. Trang phục này là trang phục của máy chiến đấu. Của máy chiến đấu. Như đây là skin mới hay sao?
skin cũ rồi hả? Chả biết nữa. Thấy cũ không? Thấy chả thấy ai dùng. À đúng rồi. À không, cái quả chiến đấu này con sau này con này mới ra mà, con chó gác thì đúng rồi. Con chó gác thì đúng là lâu rồi, nhưng con này thì mới ra hay sao? Con chó gác nó ra lâu rồi. Có kèo rồi chơi chứ, có kèo rồi chơi chứ. Ngon. Yeah. Game sao đánh du lịch. Game sao có kèo du lịch. Má hình như là mày được, mày nhờ với anh đó mày. Để anh nóng là hơi mệt. Đừng có để anh nóng. Để anh nóng là hơi mệt. Anh em nào chưa like cho xin một like anh em, xin một like mọi người ơi. Bán đêm nay được ca like. Nhìn nó đẹp. Không biết mai chi về ta. Không biết mai chi về chưa, được mai chi chơi game. Hôm nay dịch chắc không có làm nữa. Lấy chồng thì kệ chứ, rủ vô chơi thôi. Để anh nóng là hơi mệt. Hello Quang em. Thôi tha cho mày chi hả? Tha hả? Tha lên giường. Cái này tha chỉ có tha lên giường thôi chứ tha ở đâu. Đi nghĩa vụ về vẫn còn thấy ông này. Tôi cũng mới đi nghĩa vụ về mà. Tôi cũng mới vừa đi nghĩa vụ về mà. Vậy là ông giống tôi rồi đó. Tôi mới vừa đi về được có 1 tháng 2 tháng nay. Mới chơi lại mà. Mới vừa chơi game lại. Tôi đi hồi năm 2019 á. Tôi cũng mới đi cái vụ về á, ông giống tôi á. Ông đi đi bên nào? Ông đi bên, ông quê ở đâu á? Tôi đi hồi 2019 á, giờ 2021 tôi mới về mà. Má nó. Ôi tụi nó chơi game kìa. Nó chơi gì mà thấy được á.
nó chơi thì má thấy được á. Như Quỳnh đang xem với bạn hả? Như Quỳnh giờ này chắc đang đi chơi với họ lại là gì? Ê, gì Lê Minh Hiển hả ta? Ừ, chắc giờ đang đẻ luôn rồi chứ chơi gì nữa. Cái lộn, giờ đang đẻ luôn rồi chứ xem cái gì nữa. Giờ đẻ được mấy đứa hả? Từ lúc mà tôi chia tay với Quỳnh tới giờ tôi có yêu ai đâu, chưa yêu mà. Quỳnh giờ dắt mấy đứa à? Sao giờ dễ quen quá nhỉ? Giờ dễ quen quá. Giờ dễ quen dễ chia tay lắm. Tôi giờ lười yêu luôn. Giờ tình một đêm thì ok chứ không yêu nữa. Giờ đến nhau một đêm rồi thôi. Yêu đương cho mệt. Đừng có để anh nóng, hơi mệt. Cứ để anh nóng, để anh nóng à. Cứ để phải để anh nóng. Anh nóng làm bực quá. Mấy thằng kêu đó, một mình tao chắc hết. Cái gì ẵn lên nữa, gâu gâu. Tắm cho mấy quỷ. An enemy has been slain. Thôi mình đi, em mới đi. Mãi có ông nào cho kịp anh Tam nhỉ?